có khi chúng ta đi hết một cái chặng đường dài chúng ta nhìn lại chúng ta mới phát hiện là mọi thứ trên đời này đều có có sự sắp đặt mà sự sắp đặt ấy là những gì mà chúng ta đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp và đến bây giờ chúng ta phải đến những cái giai đoạn đó và chúng ta phải gặp cái điều đó đôi khi cuộc sống mà chúng ta mong cầu là tại sao chúng ta không có việc này và tại sao không chúng ta không có khả năng làm được việc đó và chúng ta không thể giải quyết được như thế này thì tất cả mọi thứ đều đã có cái sự sắp đặt hết sẵn rồi việc của chúng ta là đi thẳng về phía trước và qua những cái chặng đường mà chúng ta sẽ phải gặp và sẽ phải đi phần lớn là những người có căn như chúng ta thường hay đến với con đường tâm linh là, là thông qua chúng ta coi bói hoặc là bệnh hành căng, hoặc là chúng ta có một cái duyên gì đó về tâm linh còn lại là cái sự mà giác ngộ về chánh pháp của như lai và chúng ta từ từ chúng ta tiến về cái con đường này cho nên là sức phát phát điểm ngay ban đầu là khác nhau mỗi cá thể mỗi người là khác nhau nên cuộc đời của chúng ta cũng sẽ rất là khác nhau nên khi đi chung một chặng đường và con đường nào đó thì chúng ta vô tình là chúng ta biết được người khác có được những cái khả năng này và có được một cái tài lẻ kia và có được một cái sự giác ngộ nào đó nhất định mà mình không có được thì lúc đó mình cũng sanh ra cái tâm mình hoài nghi về bản thân mình cũng như là sanh tâm mình mình buồn mình chán nản mình tự trách móc là mình tự dằn vặt bản bản thân mình từ lúc mà chúng ta sinh ra đời cho đến khi mà chúng ta trưởng thành rồi đi vào con đường tâm linh cho đến đến cái con đường giác ngộ cũng vậy nếu như bản thân chúng ta không hiểu ra được của quy lực là thành trụ ngoại diệt là chúng ta sẽ trôi lăn trong cái sự khổ đau mà chính bản thân của chúng ta tự vạch ra luôn vì thế chúng ta hằng ngày là nên sống cho chính bản thân mình Chứ nhìn về hiện tại chúng ta đang gặp phải những chuyện gì và đang trải qua những cảm xúc đau buồn, khốn khó, đau thương, mất mát như thế nào thì chúng ta hãy tự kiểm niệm lại là bản thân mình đã nhiều đời nhiều kiếp đã gieo tạo như thế nào mà đời nay chúng ta phải thọ lãnh và thọ nhận như vậy. Bởi vì khi đi về con đường tâm linh, chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều cái cảm xúc và gặp rất là nhiều cái khung cảnh và gặp vô số loại người và vô số cách sống và vô số tâm đạo khác nhau. Nếu như bản thân mình không nhìn về chính cái bản thân mình mà cứ luôn nhìn về những cái gì đó xung quanh và nhìn những cái hoàn cảnh xung quanh thì chúng ta sẽ mãi mãi là sống cuộc đời của những người khác tâm lý của Minh Đường khi bước vào trong con đường này á, là một người xuất phát từ cái việc là mình hành căng lâu ngày dài tháng và mình không có biết quá nhiều về tâm linh chỉ biết mình với căn bệnh thôi nên là khi bước chân vào trong con đường tâm linh á, thì mình gặp rất là nhiều bạn có một cái duyên sâu dày về về tâm linh có một cái đạo tâm rất là lớn có nghĩa là họ đã từng trải qua cái những chuyện tâm linh từ bé rồi và từng tiếp xúc những uh, những cái bậc thiện tri thức nên là khi đi chung một con đường chung với nhau là cảm thấy bản thân mình rất là nhỏ bé thở đầu là mình chỉ biết là mình đi theo cái sự hướng dẫn của người khác thôi và theo sự hướng dẫn của cô thanh đồng và mình thấy những cái bạn đồng tu họ rất là giỏi họ có khả năng nhìn nhận mọi thứ rất là tích cực cũng như là nhìn mọi thứ là gì là có một cái chiều sâu tâm linh rất là rõ rệt thì lúc đó mình đường cũng tự quán chiếu là bản thân mình là bấy lâu nay là mình đã sống một cuộc đời như thế nào và con đường tu tập của mình đã thật sự là đủ đủ điểm chưa và đủ cái sự cố gắng và tinh tấn siêng năng chưa để cho bản thân mình vẫn còn nhiều cái mà mình chưa có biết nhiều cái mà mình cần phải học hỏi thì thực ra là mỗi người đã có một cái con đường khác nhau giống như mà mình chia sẻ hồi nãy rồi đó là xuất phát điểm ban đầu là có người đến từ là coi bói có người là bị hành căng rồi có người là có một cái duyên sâu dày về tâm linh rồi có người là đến từ cái việc là gì là sự giác ngộ về con đường của giáo pháp Như Lai Nên là chính vì cái sức phát điểm khác nhau như vậy Nên là cái sự hiểu biết, thói quen và hành động Và cái sự nhìn nhận về cái con đường tâm linh này Thì cũng mỗi người cũng rất là khác nhau Nên việc của chúng ta là khi đi chung với nhau là Chúng ta có một cái cơ hội để chúng ta trải nghiệm Và ta học hỏi Thì đến tính tới thời điểm này là đã đi qua rất là nhiều giai đoạn được cô dẫn dắt đi từ những cái thời gian đầu là à, từ lúc gặp cô là cô dẫn đi à, đình đền chùa miễu là thời điểm đó là cách một tháng thì được cô dẫn đi một lần và mỗi một lần đi là kéo dài hai tuần à, ít nhất là cũng khoảng năm ngày nhưng mà dài nhất là cỡ khoảng hai tuần và sau này thì bước sang cái giai đoạn tiếp theo là đi nhiều ở các điện thì có dịp để mà ra mắt uh, uh, trình trình căn cũng như là ra mắt hầu rồi có dịp được trải nghiệm được uh, xem múa hát các căn tiên ở các uh, điển ngôi ở trên núi Cấm rồi chuyển sang tới cái giai đoạn hiện tại ấy, là đã cô được được cô hướng dẫn rất là nhiều về uh, về kinh điển điển tích về phật giáo là mọi người được có cơ hội là đọc nhiều các loại quyển kinh ở am từ là kinh phổ môn kinh địa tạng kinh dược sư rồi kinh diệu pháp liên hoa rồi đến uh, lương hoàng xám rồi đến luôn kinh đến uh, luôn kinh trung bộ và kinh vô lượng thọ và kinh thủ lăng nghiêm luôn là có tất cả mọi thứ nó đều có một cái có một cái nhân duyên nhất định là tới thời điểm đó là chúng ta sẽ gặp được như vậy thì bản thân mình thì trước này trước đây thì mặc dù là đã đi chữa bệnh về tâm linh biết biết tới bùa ngã nhưng mà thời điểm đó là mình chỉ biết mình với căn bệnh và phương pháp giải chú bùa của thầy thôi không có cái cơ hội để mà mà không có cái dịp và dường như chưa có cái nhân viên đi nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại là trải qua cũng đã cỡ khoảng gần 2 tháng rồi là có cái dịp tiếp xúc là trực tiếp tận mắt và mình cũng là nạn nhân trong cái vụ cái việc đó luôn là mình thấy được là người ta thư yếm như thế nào rồi người ta dùng bùa dùng ngải để trắng trị rồi yểm rồi người ta luyện phép cung ma thông như thế nào đó thì mình cũng có cơ hội mình mình trải qua có thể là cái nhân duyên đời trước của mình mình là một cái người thầy pháp là mình làm những cái chuyện đó để gây gây lỗi cho chúng sanh thì bây giờ đời nay mình trở về đây rồi tiếp tục à, phải trải qua những cái cảm giác mà mình đã từng gây khổ đau cho người khác rồi lại sám hối rồi liên tục trì chú rồi liên tục công phu để mà hồi hướng cái phước duyên đó rồi sám hối những cái nghiệp mà, mà ngày xưa gì vô minh mà mình đã làm như vậy có nhiều lúc mình cũng suy nghĩ là dòng tộc mấy đời của mình là đã thất lạc cái việc mà việc làm thầy rồi nhưng mà đến tại sao đến mình mình lại có một cái cơ duyên là đi vào cái con đường này thì đi qua cũng gần nhiều năm nhiều tháng rồi mình mới ngộ ra được là gì có khi chính bản thân mình là cái người thầy pháp mà nhiều đời nhiều kiếp của gia tộc của mình mình đầu thai lại mà về đây để mình trả cái nghiệp đó tự bản thân mình thời gian qua mình công phu mình trì chú mình niệm phật mình tự ngẫm ra mình cho là như vậy bởi vì uh, dạng sự nhân duyên trên thế gian này nó đều đã có một cái sự mà sắp đặt từ cái việc là nhân quả đã định ra hết rồi mình không gieo cái chuyện đó thì làm sao đời nam mình gặt được gặt cái quả như vậy đời nay những cái căn phần về đây lúc nào cũng buồn hết lúc nào cũng tủi bản thân mình thì chắc chắn là từ vô lượng kiếp cũng từng một phút giây nào đó đã từng gây cho người khác khổ đau hoặc là tu ở một cái nơi nào đó không có về giáo hóa cho đời nên là bị cái cái nghiệp buồn tuổi đó và không khí ở am tu tập á, thì mỗi ngày á là rất là hối hả nhiều người thì bảo là đi tu là chắc là an nhàn lắm nhưng mà chặn đường mà ở am cô tu tập và đi cùng với cô tu tập với núi non là mình khẳng định một điều là gì không có an nhàn nhé ngoài những cái thời công phu chính là ai cũng có thứ nhất là công phu sáng hoặc công phu chiều thì ai cũng giữ cái gì, cái thời giác công phu đó còn những thời công phu còn lại là là chúng ta lại sám hối rồi trì chú cũng như là luyện những cái pháp môn tu tập riêng của chính bản thân mỗi người rồi thời gian cúng cơm rồi thời gian sinh hoạt cho nghe pháp từ cô ấy, thì thật sự ra là cũng hết một ngày có duyên đi cùng với nhau thì là chắc chắn là đã có duyên nghiệp cùng với nhau à, có những bạn cũng cũng thắc mắc là tại sao mình ở nhà mình rất là an lạc rồi mình cũng có những cái chuyện buồn vui của cái chuyện nhân gian thế sự Nhưng mà khi bước vào con đường tu mình gặp rất là nhiều chuyện từ tinh tà buồn ngãi Rồi ma đè bóng đè ma gược quỷ gược đủ gì hết Đủ thứ kiểu hết Tại sao phải về con đường đó và phải đi vào thời điểm đó và gặp những con người như vậy Thì là cũng là đến đủ đúc lúc đúng, đúng thời điểm để mà oan gia trái chủ người ta về người ta đòi mình thì là cũng đúng thời điểm thôi giống như chuyện ở trần đời của mình những mối quan hệ mình sẽ phải gặp rồi những cái nỗi đau mất mát bi thương mình cũng đã trải qua thì nó cũng phải đúng thời giờ đúng khắc khi mà đúng giờ đúng khắc thì sẽ xảy ra và cũng chính là đúng giờ đúng khắc khi trả đủ rồi thì hết đó là quy luật của nhân quả khi mình đã hiểu được rồi thì cái đó cũng là cái để mà mình tự an ủi mình mỗi người bởi vì trở về đây cái việc mà mình tu để mà mình chứng đắc á, là phải trước mắt là phải tu cải sửa bản thân của mình dột rửa hết những cái tội lỗi từ vô thị kiếp trước cái đó trước cái đã rồi mình sanh tâm hoan hỷ an lạc rồi sau đó mới cái bước cuối cùng là mình tu để chọn thành phật đạo